Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Việt Face của chúng ta với Châu Đỗ Vinh. Hôm nay coi như chương trình cuối năm 2022 và cũng chuẩn bị đi vào lễ Giáng sinh, tức là Christmas và Noel và qua Tết Tây. Thì chúng ta thời gian rất là nhanh và chương trình cuối năm xin kính chúc toàn thể quý vị nhiều hạnh phúc và ơn trên của Thiên Chúa. Đặc biệt chúng tôi có mời hôm nay một giảng sĩ cộng đồng và giám đốc của chương trình Việt Link trên radio cũng như trên những trang mạng. Xin kính chào luật sư Lê Công Tập. Vâng, xin kính chào nghị viên Châu Đỗ Vinh. Bây giờ tôi anh không có còn là anh Châu Đỗ Vinh. You have the title honorable, so thank you anh. Thật ra mình vẫn là mình, thưa quý vị, và luật sư Lê Công Tâm là một người thân hữu, rất là thân quen và cũng đã từng lên chương trình với Đỗ Vinh nhiều lần. Năm nay thì ông cũng hoạt động nhiều trong giới chính trị nhưng mà không có giữ một chức vụ nào chính thức, phải không ạ? Dạ, vâng. Dạ, nhưng ông cũng làm những đài TV cũng như radio, và đặc biệt trên VBS cũng là một cái đài truyền hình của địa phương chúng ta, một tuần hai show và bàn về tin quốc tế cũng như thời sự. Xin ông cho biết trong những cái chương trình Việt Link của ông thì ông hay đề cập tới những đề tài gì? Phần lớn thì tôi trình bày về tính cách thời sự của Hoa Kỳ chẳng hạn, đặc biệt là về phương diện tài chính và kinh tế, tức là tôi muốn cho đồng hương biết rõ cái tình thế, chẳng hạn như tình trạng lạm phát như thế nào, vấn đề tài chính, những cái sự lên xuống của cái nền kinh tế nó ảnh hưởng tới cái đời sống trực tiếp của người dân Mỹ, thì trong đó cũng có mình luôn. Đó là cái điểm chính. Và thứ hai là tôi điểm qua những cái tin tức thời sự nó liên quan tới chính trị địa dư đó, để mình hiểu được là cái thế đứng của nước Mỹ ở trong cái cộng đồng thế giới nó như thế nào, và nó và cái điều đó nó ảnh hưởng tới cái đời sống của mình như thế nào, trực tiếp như thế nào. Trực tiếp. Chẳng hạn như cái cuộc chiến tranh Ukraine thì thấy nó bông lung tùm lum, nó xa xôi, nhưng mà khi mà nó bùng nổ một cái là cái túi của mình là bị affect liền, phải không anh? Trực tiếp liền. Dạ, trực tiếp liền. Anh ra từ 2.40 một gallon xăng thì nó nhảy lên có lúc tới 6 đồng, bây giờ nó xuống được còn 4 đồng mấy. Và dĩ nhiên là anh đi ra tiệm phở thì hồi xưa 7-8 đồng, bây giờ nó nhảy lên 14-15 đồng một tô phở. Cái đó là những cái điều mà chúng tôi muốn trình bày để cho đồng hương thấy rõ là chúng ta là một cái phần tử nhỏ, nhưng mà khi chúng ta sống ở nước Mỹ thì chúng ta bị ảnh hưởng rất là lớn. Dạ vâng. Quý vị biết là vấn đề supply chain, vấn đề xăng dầu, vấn đề kể cả thực phẩm, vâng, lạm phát và những vấn đề của năm 2022 sắp sửa kết thúc. Xin anh đánh giá một vòng trong năm nay, ông thấy những cái sự kiện gì nổi bật? Thành ra kết thúc, thành ra anh xếp cho tôi đứng trong cái danh sách đội sổ gặp anh. Dạ đúng, năm nay chúng ta sẽ sắp sửa kết thúc và năm mới mở ra một những vận hội mới. Thì thưa ông, đánh giá trên phương diện trước tiên là quốc tế và rồi địa phương ở nước Mỹ. Hiện tại bây giờ thưa anh là nó chỉ còn có mười mấy ngày nữa là nó hết cái năm 2022. Thì nói chung ở bất cứ một cái địa phương nào ở trên cái quả địa cầu này, ai cũng, cho dù ở một cái hoàn cảnh nào đi nữa, ai cũng bận rộn về cái vấn đề lễ lược hết. Vấn đề rồi nó xảy ra cái trận túc cầu, phần lớn ai cũng chăm chú vào trong cái đó. Nó chỉ còn có hình như 1-2 ngày gì nữa thì là coi như nó cái giải mà năm nay, thì cái giải túc cầu nó giữa Argentina với Pháp thì nó cũng rất là sôi nổi, bởi vì đó là hai cái đội cầu hay nhất trên toàn thế giới. Dĩ nhiên sau cái đó xong thì nhiều người nghĩa là vinh hoa, và nhiều người thì không phải là phú quý nhưng mà có thể xuống chó cả những cái trận lớn mà cứ 4 năm mới có một lần phải không? Dĩ nhiên cũng giống như một cái trận đấu banh. Và trước giờ tôi đang phòng thủ, bây giờ tôi ở cái thế công, thì dĩ nhiên sau 2 năm vừa qua nghĩa là đảng Cộng Hòa đã bị đảng Dân Chủ đàn hạch đủ thứ, thì bây giờ đến cái lượt mà ở tại Hạ Viện
Đảng Cộng Hòa họ sẽ chuẩn bị đàn hạch rất là nhiều cái cơ phận của chính quyền của ông Biden, và cái điều đó dĩ nhiên nó sẽ cũng làm cản trở cái guồng máy sinh hoạt chính trị của Mỹ. Nhưng mà tại vì chúng ta ở sống ở một cái quốc gia dân chủ thì chúng ta phải chấp nhận cái trò chơi dân chủ. Vâng. Thì, và cái điều đó chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của mình, cái an sinh của gia đình mình. Dạ vâng. Cuối tuần này thì chương trình Vietface của chúng ta với luật sư Lê Công Tâm sẽ được trình chiếu, và cũng phải tranh giành thời gian với những cái cuộc đá bóng là chủ nhật này, tức là Argentina và Pháp. Chúng tôi thì thích Pháp hơn, nhưng mà cũng có những người bạn thích Argentina vì có Messi, và vừa rồi thắng Maroc thì quả là một cái trận tranh hùng rất là hào hứng, và chúng tôi cũng thấy rất là nhiều người trong Liên Hợp Sài Gòn chúng ta theo dõi và cũng rất là khó thôi, rất là khó để mà bắt. Nếu mà mấy ông đánh cá độ kỳ này có thể có nhiều ông sẽ bị sạc nghiệp. Tôi chả hiểu mấy ông còn cái gì để cầm nữa hay không. Chính trị thì có khi cũng giống như những trận tranh hùng đá bóng và Đảng Dân Chủ Cộng Hòa thì đá qua đá lại, thì bây giờ trái bóng đang tới chân của Kevin McCarthy và những lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Hy vọng năm tới họ sẽ có những pha phá lưới và trực tiếp ảnh hưởng đời sống của người dân, như luật sư Lê Công Tâm mới vừa nói, từ vấn đề xăng dầu cho tới vấn đề lạm phát, cho tới những cái thị trường mà chúng ta thấy như là địa ốc bị ảnh hưởng rất nhiều. Vâng, địa ốc là ảnh hưởng rất nhiều. Federal Reserve. Tuy nhiên cái ảnh hưởng địa ốc năm nay nó ở cái thời điểm này nó khác với cách đây một thập niên trước, hay là gần 60 năm về trước, là nó không có bị bubble, tức là nó không có bị bong bóng vỡ, bởi vì cái trị giá của địa ốc nó vẫn giữ được. Có cái là cái thị trường nó không có dao động, nghĩa là trao đổi một cách nhanh chóng, là bởi vì cái lãi suất tương đối nó cao. Nhưng mà nó có một cái thành phần mà người ta mua nhà hay là trao đổi địa ốc mà người ta không cần tín dụng, người ta không cần vay tiền, tức là người ta có tiền mặt sẵn, người ta có tiền đầu tư, người ta bỏ tiền ra người ta mua, người ta không cần. Và cái đó là một cái yếu tố chính nó giữ cho cái thị trường địa ốc nó rất là vững, rất là ổn định, phải không? Ổn định, tức là không có bị thổi phồng, cho nên cũng chả có mẻ bong bóng gì cả. Bong bóng gì vấn đề là chỉ có cái là cái lọt người mua nhà đầu tiên là bị đào thải ra rồi, họ qualify thì họ đã có nhà rồi rồi, và cũng chưa phải đi qua cái thành phần là investment. Để chúng ta biết là địa ốc thì cũng rất nhiều investment nước ngoài, kể cả thì vấn đề nước ngoài đầu tư vào nó cũng từ từ chậm lại, thành ra cái mức nhà nó không lên nhanh nữa, chứ còn nếu mà xuống thình lình thì chắc là lý do là một phần là tại vì chính quyền Trung Cộng sau cái kỳ đại hội đảng lần thứ 20 họ siết lại cái việc mà chuyển tiền ngoại tệ từ trong Trung Quốc ra ngoài. Và cái chính sách của Tập Cận Bình đó là một trong những cái mà nó cũng làm cho cái vấn đề thị trường địa ốc ở tại Hoa Kỳ cũng như một số các cái quốc gia khác như Anh hay là Canada, Úc nó bị chậm lại. Nhưng mà bị điều chậm đó nhưng cũng, mà nó không có bị vỡ. Cái đó cũng tốt cho người dân Hoa Kỳ, tại vì chúng ta không bị cạnh tranh bởi các đồng tiền lớn từ nước ngoài họ bơm vào đẩy giá lên mạnh quá thì con cháu chúng ta không mua được. Nhưng mà tôi có thể nói rằng là cái giá nhà nó không có xuống. Chỉ có những người mà người ta cần bán nhà, ví dụ như người ta mua cái nhà hồi đó 30.000 ở Westminster, bây giờ cái nhà nó trị giá gần 800-900.000, bây giờ họ lớn rồi, họ muốn bán, họ lấy cái tiền lời ra, họ được chính phủ miễn thuế 500.000, họ đi về Florida hay đâu thuê nhà, hay là lên Montana, whatever, thì họ muốn bán cái nhà liền, thì họ có thể họ chấp nhận một cái negotiate là họ bớt cái số tiền, thì cái đó là nó làm cho cái giá nhà nó giảm xuống, nhưng mà không phải là thực tế thị trường làm cho giá nhà nó bị giảm. Thì có giảm xuống thì cũng tới cái mức bão hòa thôi, chứ không có sập sàn. Vâng, và thưa luật sư, riêng về đài radio Việt Liên của ông thì xin ông cho biết là phát hành từ lúc nào và phát thanh những giờ như thế nào? Thưa anh, cái đài Việt Liên Radio chúng tôi được thành lập từ năm 2013 tới bây giờ cũng được 8-9 năm rồi, và chúng tôi là cái chương trình AM 1480, nó phủ sóng trên toàn miền Nam California, và nó lên gần tới phân nửa của cái xa lộ số 5 hướng về phía miền Bắc. Thì chương trình
phát sóng từ ngày thứ hai cho tới nguyên một tuần, ngoại trừ chúng tôi nghỉ ngày thứ bảy. Và cái chương trình của chúng tôi dành riêng phần lớn là các vị cao niên, cũng như là những việc quý vị làm ban đêm ca ba, hay là những vị đi xe trên đường phố hay xa lộ lắng nghe chúng tôi. Vì vậy chúng tôi cũng rất lấy làm hãnh diện là chương trình cũng đã có được một cái truyền thống tương đối khá. Ngoài ra thì tôi cũng có giúp cho đài VBS trong cái phần tin tức mỗi ngày từ 8 giờ sáng và 2 giờ trưa của đài của Cha Chuẩn. Nói chung thì đó là những cái công việc mà tôi làm có tính cách tiêu khiển thôi. Vâng. Luật sư thì cũng đã về hưu rồi, retired mostly. Sao biết tôi về hưu? Thì... cái đó là không đúng. Tức là vẫn làm việc theo cái chọn lựa của mình, chứ không phải theo giờ công nghiệp nữa. Dạ đúng. Và chương trình Việt Link thì chúng tôi cũng theo dõi hàng đêm. Giống như anh đi tu luyện, anh đạt được một cái mức đó, gọi là... Bây giờ là có là làm việc cũng như không làm việc. Labor of love thôi ha. Thì radio và các truyền thông cũng như VBS thì luật sư Tâm có cộng tác với những người khác như dược sĩ Kim. Chúng tôi cũng hay nghe những lời bình luận ban đêm, và đặc biệt đối với cũng rất là vinh dự để cảm ơn luật sư Tâm cũng như dược sĩ Kim cũng đã từng mời đối với lên khách mời để khai thác nhiều đề tài khác nhau. Thì gần đây luật sư Tâm bàn tán về những đề tài gì riêng trong cộng đồng chúng ta và đặc biệt với giới dân? Đáng lẽ cái câu hỏi đó là tôi phải hỏi anh là cái việc anh đắc cử trở thành nghị viên của thành phố Garden Grove. Ngày xưa ở tại Garden Grove thì nghị viên với tôi cũng đã từng là ủy viên quy hoạch của cái thành phố đó. Dạ đúng. Nói chung là mình rất là quen thuộc cái đường lối và cái sinh hoạt ở cái thành phố Garden Grove. Nhưng mà ở cái thời điểm này, cái việc thắng cử của ông nó là một cái có thể nói là spectacular, tức là coi như là một trong những cái chiến thắng, nếu mà không muốn nói tới cái chữ vẻ vang, là bởi vì ông ra tranh cử ở tại một cái địa hạt, mà cái địa hạt đó đối với những người làm gọi là tư vấn chính trị chuyên nghiệp là nói là nó cũng là kê cân, giống như là cân gà, phải không ạ? Tại vì ông là cái người thay thế ông Phát Bùi ở cái địa hạt đó, đúng không? Dạ, chính xác. Và cái địa hạt đó dĩ nhiên là thường thường với những cái người mà làm việc chính trị mà kêu bằng có lâu năm như ông Phát Bùi thì dĩ nhiên ông phải có những cái giống như là một cái dynasty, phải không ạ? Nó phải có những cái người mà kế tục. Mà cái việc ông vào tranh cử nó rất là khó khăn. Không, nếu mà không nói là nó phải đi vào trong một cái luồng của một cái vận hội mới của những người dân cử người Mỹ gốc Việt nay. Và một cái hiện tượng mà để trả lời cái câu hỏi của nghị viên Joe Đỗ Vinh, mà trong đó ông cũng là một cái thành phần, là năm nay ở tại miền Nam California, đặc biệt là tại quận Cam, có tới khoảng 11 dân cử có thể nói là tương đối khá trẻ, người Mỹ gốc Việt, phần lớn có khuynh hướng của Đảng Cộng Hòa, ngoại trừ ông ngoại trừ nghị viên. Thì cái trào lưu đó nó đã được báo chí Mỹ nói tới rất là nhiều, tức là cái sức mạnh của cái cộng đồng tập thể người Việt của mình so với cái tập thể cộng đồng người Mỹ trắng, là bởi vì tờ báo nó nêu lên hai trường hợp là hai cái người mà nổi tiếng ở trong Đảng Cộng Hòa, trong dòng chính mà từ lâu đời, như ông Joe, ông John Mulock và bà Bassett, đã thất bại trong cái kỳ bầu cử này. Trong khi đó, ở phía bên cái cộng đồng người Việt Nam mình, 11 người trong một cái nhóm đó, chứ có nghĩa dĩ nhiên có những người khác nữa, nhưng mà họ là những cái trường hợp đơn lẻ. Nhưng mà tôi nói trong cái nhóm 11 người của quý vị đã chiến thắng một cách vẻ vang, và đã bao gồm trong nhiều lĩnh vực, phải không ạ? Vâng. Thành phố, rồi thị cục, rồi vấn đề bảo vệ môi trường và vấn đề giáo dục. Vâng. Và trong đó chúng ta cũng hãnh diện về luật sư Andrew Đỗ, là giám sát viên địa hạt 1, cũng thuộc Đảng Cộng Hòa, và là lãnh đạo những thành phần trong Đảng Cộng Hòa cũng như các cấp, vì ông đã giữ được cái ghế giám sát viên là lớn nhất ở quận chúng ta ở đây,
vừa rồi, tức là hôm qua, chúng tôi cũng đã đi tham dự một cái open house, cái building mới của Orange County Supervisor tại đường Civic Center Drive và building số 400. Rất đẹp quý vị, 6 tầng lầu. Và tầng lầu ở trên là dành cho luật sư Andrew Đỗ và các đồng viện để sinh hoạt cho cái quần ở đó. Thì chúng tôi đã đến tham dự và rất là đông đồng hương chúng ta tới tham dự. Đó là niềm vinh hạnh của chúng ta. Và luật sư Trần Thái Văn cũng về cộng tác với luật sư Andrew Đỗ trong tư cách là chánh văn phòng. Thì chúng tôi cũng chúc mừng cả hai vị đó, cũng như tất toàn thể các dân cử gốc Việt chúng ta đã tranh cử và đắc cử. Riêng về Châu Đỗ Vinh thì luật sư Tâm có nhiều kinh nghiệm với Châu rồi. Chúng ta đã từng phục vụ đồng hương trong tư cách là Planning Commissioner, quyền kế hoạch. Và tôi thì trong vai trò phụ giúp, hỗ trợ cho bà luật sư Dina Nguyễn, cũng đã ngồi ở chức Garden Grove Council 8 năm. Và trước đó nữa thì chúng ta cũng từng biết là có luật sư Trần Thái Văn là người đầu tiên gốc Việt ngồi vào Garden Grove. Và sau này Andrew Đỗ cũng ngồi ở đó. Thành ra cái địa hạt đó rất là quan trọng. Và cái từ Garden Grove là thành phố lớn thứ 3 của quận Cam. Rất là nhiều dân cử gốc Việt chúng ta đã tiến thân và đi lên những chức vụ cao hơn. Đúng. Thì riêng Đỗ Vinh thì chỉ muốn ngồi ở đó để phục vụ quý vị tốt cho 4 năm tới thôi. Sao biết được, không ai nói được. Thì cái đó còn ngay cả Khổng Minh cũng không đoán được, mặc dù rất là thông. Thì riêng luật sư Lê Công Tâm cũng xây dựng cho rất nhiều dân cử gốc Việt chúng ta, trong đó kể cả Châu Đỗ Vinh, trong vai trò cố vấn cách là bán chính thức thôi chứ không có chính thức gì cả, nhưng mà ông đã giúp cho chúng tôi đưa ra nhiều chính sách mà rất là được lòng đồng hương, và chúng tôi hy vọng sẽ mang lại nhiều phúc lợi cho quý đồng hương ngay tại Garden Grove. Và cuối cùng còn đôi ba phút, xin ông đánh giá cuộc bầu cử vừa qua và những vai trò những dân cử, tân dân cử của chúng ta sẽ ông sẽ trông đợi hay là trông mong họ sẽ làm việc như thế nào? Tôi nghĩ rằng là đây có thể nói rằng là tối hôm qua bà tân nghị viên Amy Fan West bà nói rằng là the fresh blood, tức là một cái đưa vào một cái dòng một cái loại máu mới để thay đổi tất cả những cái gì mà từ lâu nay cộng đồng mình muốn thay đổi mà không thay đổi được. Và đồng thời tôi rất lấy làm phấn khởi ở cái chỗ là chúng ta trong gần 50 năm, tức là nửa thế kỷ, cộng đồng người Việt đã vững mạnh và trưởng thành trong cái vấn đề sử dụng cái lá phiếu, và đã xây dựng được có thể nói là một cái nền tảng chính trị địa phương vững chắc. Và dĩ nhiên nghị viên Đỗ Vinh là một cái thành tố ở trong đó, ông cũng như là một cái con ốc để mà gắn vào trong một cái tòa nhà vững chắc cho cái cộng đồng người Việt chống cộng sản ở tại hải ngoại và đặc biệt là ở tại quận Cam này, thưa anh. Vâng. Cảm ơn luật sư Lê Công Tâm đã hiện diện chương trình hôm nay, và đặc biệt xin quý vị theo dõi chương trình Việt Link trên đài 1480 AM hàng đêm 10 giờ tới 12 giờ khuya, và chỉ có trừ thứ bảy ra mà thôi. Và ông cũng đã cộng tác với VBS trong những chương trình tin tức thời sự với đài VBS, thì xin quý vị theo dõi, và chúng tôi rất là quý trọng và lưu ý tới tiếng nói của luật sư Lê Công Tâm cũng như dược sĩ Kim và các khán giả đã cũng từng là những người lên đóng góp chương trình như Đỗ Vinh và các khách mời khác. Thì xin quý vị theo dõi thường trực cũng như là tiếp tục ủng hộ những nhà truyền thông của chúng ta cũng như các vận động viên trong những mùa tranh cử. Thì một lần nữa cảm ơn quý vị, và cũng cảm ơn riêng luật sư Lê Công Tâm là một người đã đóng góp rất nhiều để xây dựng cái sự lớn mạnh của cộng đồng chung chúng ta. Dạ vâng, xin cảm ơn nghị viên Châu Đỗ Vinh đã mời tôi lên cái chương trình này. Lâu lắm rồi tôi mới được trở lại cái chương trình này, đó là một cái hân hạnh vô cùng. Và nhân dịp này chúng tôi cũng xin kính chúc quý đồng hương một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới, năm dương lịch mới an khang và thịnh vượng. Vâng, và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn luật sư Lê Công Tâm. Và tôi trong kinh nghiệm cá nhân nhiều năm, ít nhất cũng gần hơn 2 thập niên ở vùng Nam California này, thì chúng tôi rất là tán đồng những cái sinh hoạt về truyền thông cũng như chính trị của luật sư Lê Công Tâm. Và chúng tôi luôn luôn tin tưởng ở cái tiếng nói của ông, và là một nhân chứng rằng những lời ông nói trên radio
không phải là fake news, mà chúng ta phải biết rằng có nhiều cái kênh truyền thông rất là nhiều cái fake news, mà tôi là người làm chứng cho việc là những cái đài Việt Link hay những chương trình khác của luật sư Lê Công Tâm rất là trung trực và reliable và dependable để quý vị nhận được những thông tin chính xác và cập nhật nhất. Một lần nữa cảm ơn luật sư Lê Công Tâm. Vâng, xin cảm ơn nghị viên Châu Đỗ Vinh. Xin kính chào toàn thể quý vị và Happy Holidays, hẹn lại trong năm mới. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.